Hơn 300 thương nhân Trung Quốc đã được cấp visa nhập cảnh vào thu mua vải thiều Bắc Giang. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, hơn 300 thương nhân Trung Quốc vừa được cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp visa nhập cảnh vào địa bàn để thu mua vải thiều Bắc Giang. Hiện nay, Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp visa cho chuyên gia kiểm dịch thực vật của Nhật Bản sang Việt Nam và về Bắc Giang để giám sát quy trình sơ chế, đóng gói vải thiều tươi xuất khẩu sang Nhật Bản đây là thị trường mới, có nhiều tiềm năng cho xuất khẩu vải thiều nói riêng và nông sản nói chung. Trước đó, nhằm giải quyết những khó khăn của công tác xúc tiến, tiêu thụ vải thiều trong điều kiện vẫn phải đáp ứng yêu cầu phòng dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh tạo điều kiện cho phép thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn thu mua vải thiều, đồng thời triển khai các phương án cách ly, phòng chống dịch nghiêm ngặt, an toàn theo đúng quy định. Ngoài thị trường Trung Quốc, tỉnh Bắc Giang tiếp tục chiến lược xuất khẩu vào các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Malaysia, Thái Lan, Singapore. Đối với thị trường Nhật Bản, phía bạn đã chấp nhận 19 mã số vùng trồng, với diện tích 103 ha và có số hộ tham gia là 107 hộ, sản lượng ước đạt trên 900 tấn, mở rộng thị trường xuất khẩu khó tính khác: Trung Đông, EU, Mỹ, Canada. Trong đó, với thị trường Mỹ, Úc, EU Năm 2020, tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì 18 mã số vùng trồng, diện tích là 218 ha, sản lượng ước đạt trên 1.000 tấn, đủ tiêu chuẩn phục vụ cho xuất khẩu. Dự kiến, sản lượng vải thiều của Bắc Giang năm nay ước đạt khoảng 160.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với năm 2019, thời gian thu hoạch từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 đến mùng 10 tháng 7 năm 2020.